Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào tối ngày 26 tháng 8 tại công ty cổ phần Than Vàng Danh thuộc tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam khiến 4 công nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 26 tháng 8 tại thượng vận chuyển số 3, đào từ lò thượng, phân xưởng khai thác 3 công ty cổ phần Than Vàng Danh ở thành phố Uông Bí, Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động trong hầm lò. Vụ tai nạn khiến 4 công nhân tử vong. Khoảng 50 phút sau, tất cả thi thể công nhân đã được đưa ra ngoài. Các nạn nhân gồm Lương Hoài Nam, quê quán Đông Hưng, Thái Bình, Trương Văn Đại, Uông Bí, Quảng Ninh, Nguyễn Đức Thảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình, Phạm Tiến Dũng, Đông Triều, Quảng Ninh. Nguyên nhân sơ bộ là các nạn nhân bị than vùi lấp trong quá trình làm việc tại thượng số 3. Hiện vụ việc đang được các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, sân bay dự kiến đón khoảng 410.000 lượt khách qua lại với khoảng 2.500 lượt chuyến bay. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh. Đơn vị này cũng khuyến cáo nếu hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 VNEID để thay giấy tờ đi máy bay, lưu ý thao tác mở sẵn tài khoản, đảm bảo nhanh chóng hoàn thiện thủ tục. Đồng thời lưu ý hành khách nên hạn chế người thân đến đón tiễn để giảm áp lực tại nhà ga. Khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk để tiết kiệm thời gian làm thủ tục. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023, có tới 660.000 em đăng ký xét tuyển đại học, tăng 4,56% so với năm ngoái. Tổng số nguyện vọng được đăng ký là 3,4 triệu. Số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm nay tăng 7,9% so với năm 2022. Sau khi kết thúc tuyển sinh đợt 1 vào năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 91,4% thí sinh đăng ký xét tuyển đỗ đại học là khoảng 567.000 em. Bộ cho biết số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có thể thấy nhu cầu học đại học của người dân vẫn còn cao. Về kết quả trúng tuyển sớm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay số lượng thí sinh trúng tuyển sớm chọn đăng ký nguyện vọng 1 chỉ chiếm 32,2%. Như vậy còn gần 70% thí sinh có nguyện vọng ảo, chưa phải là nguyện vọng yêu thích nhất. Do đó các trường cũng khó dự báo thí sinh ảo. Đây là điều cảnh báo các trường để điều chỉnh phương án ở những năm sau. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sách giáo khoa là một trong 42 loại hàng hóa do nhà nước định giá quy định tại phụ lục số 02 kèm theo luật giá năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan có thẩm quyền định giá tối đa đối với sách giáo khoa các cấp. Cá nhân, tổ chức không được định giá, mua, bán sách giáo khoa cao hơn mức giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Nguyên tắc và căn cứ định giá sách giáo khoa như sau. Về nguyên tắc định giá, bảo đảm bù đắp các chi phí sản xuất, kinh doanh, hợp lý, hợp lệ, lợi nhuận hoặc tích lũy phù hợp với mặt bằng thị trường, cung cầu hàng hóa, dịch vụ, điều kiện thị trường tại thời điểm định giá và chủ trương, chính sách trong từng thời kỳ. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cá nhân, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng. Điều chỉnh giá khi yếu tố hình thành giá thay đổi. Về căn cứ định giá, yếu tố hình thành giá tại thời điểm định giá hoặc thời gian xác định yếu tố hình thành giá trong phương án giá phù hợp với đặc điểm, tính chất của hàng hóa, dịch vụ, quan hệ cung cầu của thị trường và sức mua của đồng tiền, khả năng thanh toán của người tiêu dùng, giá thị trường trong nước thế giới và khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ. Thưa quý vị, với chương trình không rác thải nhựa trong tự nhiên, tổ chức quốc tế và bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam WWF đang thúc đẩy giảm rác nhựa. Hoạt động bao gồm vận động hoàn thiện chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu chuyên sâu, tham vấn, thực hiện thí điểm mô hình với doanh nghiệp, ngành, thí điểm và nhân rộng các mô hình phân loại tại nguồn và tái chế rác hữu cơ, đẩy mạnh các thành phố địa phương cam kết và thực hiện thành phố không rác thải nhựa. Cùng với đó, WWF đề xuất các doanh nghiệp trong việc quản lý đầu trên của chuỗi sản xuất cần chú trọng cải tiến toàn bộ hệ thống từ thiết kế, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, đến áp dụng các phương pháp sản xuất xanh cho tới tham gia thu gom và xử lý có trách nhiệm đối với các sản phẩm tại cuối vòng đời sử dụng. Và đối với người tiêu dùng, cần thay đổi thói quen và sử dụng hợp lý các sản phẩm, tham gia có trách nhiệm trong thu gom, phân loại nhằm giúp tăng cường hiệu quả tái chế, tái sử dụng. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, nhà chức trách Romania thông báo một người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong hai vụ nổ làm rung chuyển một trạm nhiên liệu hóa lỏng gần thủ đô Bucharest vào ngày 26 tháng 8. Vụ việc xảy ra tại trạm nhiên liệu ở thị trấn Crvenia, cách Bucharest 30 km về phía bắc.
Vụ nổ đầu tiên xảy ra khiến lửa đã lan sang hai bồn nhiên liệu và một ngôi nhà gần đó, buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân trong bán kính 700 mét. Vụ nổ thứ hai xảy ra vào buổi tối khiến 26 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy tại hiện trường bị thương. Đáng chú ý, trong số 46 người bị thương có 8 người bị bỏng rất nặng, phải đặt nội khí quản. Chính phủ Romania đã tiến hành họp khẩn liên ngành về vụ việc này. Tổng thống Romania Klaus Iohannis kêu gọi nhà chức trách nhanh chóng tiến hành điều tra và thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo những thảm kịch tương tự sẽ không tái diễn. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 8 theo giờ địa phương, ở thành phố Jacksonville, bang Florida, Mỹ, một đối tượng đã dùng súng sát hại 3 người tại một cửa hàng Dollar General trước khi dùng súng tự sát. Vụ việc được lực lượng cảnh sát sở tại nhận định là một tội ác có động cơ liên quan đến sắc tộc. Phát biểu tại họp báo, cảnh sát trưởng Jacksonville cho biết thủ phạm là một nam thanh niên da trắng khoảng 20 tuổi, không được công bố danh tính. Toàn bộ 3 nạn nhân gồm 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ đều là người da màu. Theo ông Quater, nhà chức trách tin rằng tay súng này là hành động đơn độc và trước khi gây án, đối tượng đã đưa ra nhiều tuyên bố bày tỏ sự thù ghét với người da màu. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 8, chính phủ Nhật Bản cho biết không phát hiện tritium trong các mẫu cá đầu tiên đánh bắt tại vùng biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, nơi đã bắt đầu tiến hành quá trình xả nước thải qua xử lý phóng xạ ra biển. Theo đó, theo cơ quan thủy sản Nhật Bản, các mẫu cá đầu tiên, cá bơn và cá bơn ô liu đã được đánh bắt vào ngày 25 tháng 8 trong bán kính 5 km từ cổng xả thải của nhà máy Fukushima và không phát hiện tritium trong các mẫu cá này. Cơ quan trên cho biết sẽ tiếp tục lấy mẫu cá hàng ngày để phân tích và cập nhật kết quả sau một tháng. Hoạt động xả nước thải được tiến hành từ ngày 24 tháng 8. Ngư dân địa phương và một số nước láng giềng lo ngại về các tác động đối với môi trường, dù cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA khẳng định tiến trình này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 8, tàu vũ trụ Endurance của SpaceX chở theo một nhóm gồm 4 nhà du hành vũ trụ của Nhật Bản, Đan Mạch, Nga và Mỹ đã đi vào quỹ đạo để đến trạm vũ trụ quốc tế ISS. Tàu Endurance được phóng bằng tên lửa đẩy Falcon 9 vào lúc 3 giờ 27 phút sáng ngày 26 tháng 8 theo giờ Mỹ từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở bang Florida. Dự kiến tàu sẽ được kết nối với trạm ISS trong ngày 27 tháng 8. 4 nhà du hành trong sứ mệnh mang tên Crew 7 sẽ tham gia một chương trình nghiên cứu vi trọng lực trong thời gian 6 tháng, bao gồm thu thập mẫu vật ngoài không gian để nghiên cứu. Ngoài ra, họ sẽ tiến hành thí nghiệm để đánh giá sự khác biệt về mặt sinh lý giữa giấc ngủ trên trái đất và trong không gian. Crew 7 là phi hành đoàn luân phiên thứ 7 lên ISS kể từ năm 2020, khi lần đầu tiên các nhà du hành vũ trụ của NASA được đưa lên trạm không gian này. Sứ mệnh cũng là lần phóng phi hành đoàn thứ 6 của SpaceX phục vụ cho lợi ích của NASA. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.